Hello em ơi, em gọi cho bố hoặc mẹ, nói con yêu bố với mẹ rất nhiều. Xin 1 triệu đi Halloween, anh tặng em 50.000. Vâng, cũng hơi khó nhưng thôi để em thử. Em bán vali này. Dạ vâng, em bán vali anh ạ, vali hơi bị xịn sò luôn, có muốn mua không? Mua em ạ. Em thì em không bán, em bán vali thôi. Alo ạ, con chào bố. Bố ơi, bố làm gì đấy? Con đi làm đi, làm gì? Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm. Tại sao con? Bố ơi, sắp đến Halloween rồi ý, mà ngân sách con cũng hơi hạn hẹp. Bố cho con xin 1 triệu bố nhá. Thế mày đi làm tiền lương đâu con? Tháng này con tiêu hơi lố, bố cho con 1 triệu đi. Bố mẹ còn chưa đủ sổ con. Đi thôi, con xin nốt tháng này thôi nhá. Bây giờ mày cứ lấy chồng thì bao nhiêu có bố mẹ đã bảo rồi. Mày suốt ngày mày đi làm tiền thì mày không giữ được, mày cứ chơi với thế chồng con thì không ấy. Thôi mày cứ lấy chồng thì về đây bao nhiêu bố mẹ không có. Thôi bố muốn cho con gì? Con cho để con làm cái gì, cái chuyện gì thì bố cứ cho đấy, thì con xin tiền con đi tính ra tính thì bố không thích, bố không đồng ý đâu nhá. Kìa. Bố mẹ nuôi ăn học vậy rồi, bây giờ đi làm cứ suốt ngày xin tiền thế này thì hỏng rồi con ạ. Vâng. Con xin tiền con làm cái gì? Con xin tiền con đi đâu? Con làm cái gì? Vâng, thế thôi bố làm tiếp đi nha. Ở ngoài đấy cẩn thận đấy con ạ. Xã hội không đơn giản đâu nhá. Vâng. Vâng, con chào bố. Tiếp nhưng mà phải đúng hiểu chưa? Vâng, con chào bố. Bố mẹ ở nhà làm không thiếu gì đâu, thiếu vừa thôi. Cái gì mà thật sự cần thiết thì hãy ấy con nhá. Dạ vâng. Rồi. Đầu bên đây đấy. Em gọi điện cho bố hoặc mẹ, nói con yêu bố mẹ nhiều lắm, em phải đúng bố mẹ thế nào rồi xin 1 triệu chơi Halloween, anh tặng em 50.000. Nhưng mà em chưa bao giờ gọi điện cho bố mẹ bao giờ. Thì cứ thử đi. Đây cũng là cơ duyên để em thổ lộ ra tình yêu đối với bố mẹ em à? Không biết có mất mày. Thế để em gọi điện cho bố nhở. Ok. Alo. Nghe này. Bố đang làm gì đây? Bố vừa đi đồng về sao đây con? Con chỉ muốn nói là con yêu bố nhiều lắm. Sao tự dưng hôm nay lại nói yêu bố đấy? Không biết, con thích nói thôi ạ. Thế có chuyện gì con? Bố ơi, cho con xin 1 triệu đâu mà. Đi chơi Halloween. Bố em nói luôn à? Nói luôn à? Anh cảm ơn em. Em cảm ơn. Chúc em hạnh phúc. Em cảm ơn anh ạ. Có phải bật loa ngoài không ạ? Alo mẹ à? Em bật loa to được không? Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều. Cái gì đấy? Con yêu mẹ. Làm sao lại yêu mẹ làm sao đấy? Mẹ cho con 1 triệu đi chơi Halloween được không? Thôi chết. Đi chơi ở đâu? Đi chơi với bạn ạ. Đi chơi với bạn, quen không con ạ? Có chứ ạ. Về chưa? Con hôm nay đang có chương trình ở ngân hàng. Đang chương trình ở ngân hàng à? Mẹ chuyển cho con 1 triệu nhá. Cho vay nhá. Không, mẹ cho đi. Cho nó quen mình cũng được. Cho vay không cần có lương giả đâu. Thôi mẹ cho con đi. Thế thì còn phải về thăm con đi nhá. Mẹ cho con đi đã. Mẹ chuyển luôn được không? Vâng ạ. Thế đó chương trình cảm ơn à? Chúng tôi không về là tiếp vì mai đi. Cảm ơn em. Mẹ ơi, cuối tháng rồi ý. Mà trung thu ấy, mẹ cho con tiền đi, mẹ cho con 1 triệu đi chơi trung thu đi mẹ. Cho vay á? Không được, nhưng mà lấy lương mới trả nhá. Mẹ ơi banh không cần phải con về lấy tiền đâu. Lấy cuối tuần ạ. Mẹ cho thật à? Cuối tháng. Ok mẹ làm đi nhá. Vâng. Bố ơi, con yêu bố cho con 1 triệu rồi đi chơi trung thu được không ạ? Nhưng mà bố này... Vâng ạ, con chào bố ạ. Bố em bảo là nhắn cho mẹ rồi bảo mẹ chuyển cho. Nhắn cho mẹ rồi mẹ bảo mẹ chuyển cho. Vâng ạ. Hello em gọi điện cho bố hoặc mẹ xin 1 triệu đi chơi trung thu, anh tặng em 50.000. Hiện tại em không có cầm điện thoại trong người anh ạ. Với em, cảm ơn em. Dạ vâng. Chúc em hạnh phúc. Em cảm ơn ạ. Đây là phần thưởng của em. Em cảm ơn. Ok, chú em sẽ lại bắt tay. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Nhưng mà mẹ em chỉ cho vay thôi anh ạ. Mẹ em bắt cuối tháng trả đây ạ. À thế ạ? Mà cuối tháng rồi cũng chưa có lương. Em cảm ơn ạ. Ok. Em cảm ơn các anh đã cho em được có cơ hội nói lời yêu thương với bố mẹ.